Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng liên quan gì đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan. Chuyện bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB với vai trò là trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần bỏ qua sai phạm của ngân hàng này để nhận quà cảm ơn theo như thông tin đã được công bố. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 18 tháng 11 đưa tin với tiêu đề vụ Vạn Thịnh Phát, cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu đô la. Bản tin cho hay vào ngày 17 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Vụ án Vạn Thịnh Phát, cựu Cục trưởng Cục Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị cáo buộc nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la, tiền được đựng trong những thùng xốp rất lớn. Đáng chú ý, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát của Ngân hàng SCB, cựu Cục trưởng Cục Ngân hàng Nhà nước là bà Đỗ Thị Nhàn đã bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn lên đến hơn 5,2 triệu đô la thông qua lãnh đạo SCB là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Văn Thành và Tổng giám đốc Võ Tuấn Hoàng A Văn để bưng bít các sai phạm của Ngân hàng SCB. Sau khi nhận tiền hối lộ, cựu Cục trưởng đã bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB. Từ đó các cơ quan chức năng không kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, kết luận điều tra cho hay. Giới quan sát nhận xét bà Trương Thị Lan thông qua Ngân hàng SCB đã chiếm đoạt số tiền lên tới 304.000 tỷ, cộng số lãi là 129.000 tỷ, tổng cộng là 433.000 tỷ. Số tiền này bằng tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh trong một năm. Cụ thể, tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021 là 381.000 tỷ, năm 2022 là 471.000 tỷ. Như vậy, thiệt hại từ vụ án Vạn Thịnh Phát đã lớn hơn tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 và gần bằng 2022. Cựu đại biểu Quốc hội, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Trong bài viết Thầy Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và tỷ lệ công lý đăng trên trang web của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 11, luật sư nhà báo Lê Quốc Quân có tiết lộ một thông tin đáng chú ý liên quan đến Lưu Bình Nhưỡng và Trương Mỹ Lan cho biết như sau. Chúng ta có thể chắc chắn rằng việc bắt giữ thầy Lưu Bình Nhưỡng với cáo buộc về tội cưỡng đoạt tài sản chỉ là bước đầu tiên. Trước mắt còn cả một chặng đường dài và có thể trong thời gian tới thầy Nhưỡng sẽ bị khởi tố về một tội danh khác liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nếu như đảng muốn đi tiếp. Một câu hỏi đặt ra là việc Bộ Công an bắt khẩn cấp với cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội trước ngày công bố bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát có gì liên quan hay không? Có phải Bộ Công an đã chuẩn bị sẵn để tiếp tục cho khởi tố thêm tội danh đối với ông Lưu Bình Nhưỡng liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như tiết lộ của nhà báo Lê Quốc Quân hay không? Có lẽ còn quá sớm để đưa ra các đánh giá về vụ việc này. Nhưng chắc chắn một điều, cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội, chắc hẳn cũng có liên quan đến không ít các vụ án kinh tế ở tầm mức đại án. Vừa với con viết của ông và các quan hệ của ông, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mức độ đến đầu thì cần phải đánh giá thêm trong thời gian tới. Bởi trình độ, năng lực của một tiến sĩ luật cũng như tên tuổi và tiếng tăm của cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, nếu ông Nhưỡng tham gia trong vai trò là luật sư tham vấn hay bảo vệ cho các thân chủ là điều mong muốn của nhiều cá nhân cũng như các doanh nghiệp. Chỉ nhìn vào căn nhà không có người ở, chỉ dùng là nơi thờ cúng gia tiên của ông Nhưỡng ở quê tại thôn Hà Lý, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cũng có thể thấy ông Nhưỡng cũng là một người giàu có. Tỷ phú Trương Mỹ Lan, trái và cháu ruột Trương Huệ Vân bị công an bắt vào hôm 8 tháng 10 năm 2022. Vụ án mà ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố bắt khẩn cấp vào ngày 14 tháng 11 vừa qua chỉ là một vụ án cấp xã. Đó là vụ án Phạm Minh Cường can tội cưỡng đoạt tài sản. Nhà chức trách cáo buộc Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt tiền của một số doanh nghiệp khai thác cát từ năm 2020 đến năm 2022. Nhóm của Cường đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Bình nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư của tỉnh. Thì trong những ngày tới liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, xem ra
số phận của cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng rất khó lường. Có lẽ vụ án của cựu đại biểu Phó Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng không chỉ đơn thuần chỉ mang màu sắc chính trị mà cũng có thể mang yếu tố hình sự. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .de với bản tin cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng liên quan gì đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan. Tô Lâm và Huệ Vương tranh sương, cẩn thận Tổng Trọng lại ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư kỳ nữa. Giới quan sát đánh giá cao việc Bộ trưởng Tô Lâm bất ngờ mượn tay cấp dưới là Công an tỉnh Thái Bình tiến hành bắt giữ khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội vào tối ngày 14 tháng 11 tại sân bay Nội Bài với tội cưỡng đoạt tài sản. Sau đó lập tức ông Lưu Bình Nhưỡng bị cơ quan công an di lý về nơi ở, cơ quan làm việc, kể cả nhà của ông Nhưỡng ở quê Thái Bình để tiến hành khám xét với mục đích tìm kiếm các tài liệu liên quan đến việc đấu đá nội bộ. Bình pháp Tôn Tử vốn có câu tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tài ương, nghĩa là ai có thể ra tay trước thì sẽ chiếm ưu thế mạnh. Nếu ra tay sau, đối thủ sẽ gặp tai họa lớn. Tô Lâm đã thành công trong việc này. Công an tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh bắt đối với ông Lưu Bình Nhưỡng tại sân bay Nội Bài vào tối ngày 14 tháng 11. Dường như ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt trong trạng thái hoàn toàn bất ngờ, không có sự chuẩn bị trước về tâm lý. Có thể ông Nhưỡng không tin Bộ Công an lại bắt giữ ông tại thời điểm này. Dù rằng cách đây cả năm, giới thạo tin đã khẳng định bắt Lưu Bình Nhưỡng chỉ là vấn đề thời gian về những phát biểu quá mạnh mồm công khai tại nghị trường Quốc hội khóa 14. Những điều ông Nhưỡng nói người dân ai cũng biết, nhưng lãnh đạo và cán bộ có trách nhiệm không ai dám nói ra. Mới nhất vào ngày 17 tháng 11, luật sư nhà báo Lê Quốc Quân, cựu sinh viên của thầy Lưu Bình Nhưỡng ở Đại học Luật Hà Nội, trong bài viết với tựa đề Thầy Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và tỷ lệ công lý, đăng trên trang web của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tiết lộ thông tin động trời. Thầy Lưu Bình Nhưỡng cũng đã chia sẻ với tôi một lần về việc không hợp với bên công an và viện kiểm sát. Mới đây tôi được nghe từ một bạn đang làm trong chính phủ rằng trong một lần cách đây 3 năm, ông Trương Hòa Bình đã nói về thầy Lưu Bình Nhưỡng rằng thằng khóc thuê đó, đợi đấy. Điều này chắc chắn ông Lưu Bình Nhưỡng với các mối quan hệ của mình cũng đã biết. Vì thế các phát biểu của ông tại nghị trường Quốc hội thường được viết sẵn ra giấy để đề phòng lỡ mồm. Kể cả trong các clip video trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nhưỡng cũng cho người ta thấy rằng ông cẩn trọng từng câu từng chữ để tránh phải vạ. Nhưng rồi ông Lưu Bình Nhưỡng cũng không thoát khỏi định mệnh khi các cơ quan tư pháp gồm công an, tòa án và viện kiểm sát đồng tình quyết diệt ông thì làm sao có thể tránh khỏi. Điều đáng nói là Bộ trưởng Tô Lâm không chỉ giỏi trong việc áp dụng binh pháp Tôn Tử, móng Tô Lâm còn xuất sắc trong chiều đánh lạc hướng. Xin nhắc lại vào ngày 10 tháng 11 khi góp ý về quy định liên quan chỉ huy giao thông tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm cho rằng luật chỉ có một xe ưu tiên cũng phải dừng đèn đỏ. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hiện nay lập tức giới quan sát dựa trên ý kiến đó để quay xe 180 độ so với trước của Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng ông Tô Lâm đang nói trước Quốc hội việc phải sống và làm việc theo pháp luật và mọi người đều bình đẳng, không ngoại lệ, không ưu tiên cho bất cứ ai. Nhưng không ai ngờ chỉ 4 ngày sau, ngày 14 tháng 11, ông Tô Lâm cho bắt khẩn cấp Phó Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, một người được cho rằng là có đầy đủ quyền miễn trừ. Như vậy, đây chính là lý do mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm thông báo với Quốc hội rằng tất cả phải sống và làm việc theo pháp luật và mọi người đều bình đẳng, không ngoại lệ, có ưu tiên bất cứ ai. Cho đến lúc này, giới quan sát vẫn chưa thấy phản ứng của Quốc hội mà người đứng đầu là ông Vương Đình Huệ. Về việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt khẩn cấp, kể cả Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng thấy im rè. Có thể nói ngay từ đầu, phe ông Nhưỡng giữ thế công, còn phe cơ quan tư pháp giữ thế thủ. Nhưng đến lúc này, tạm coi phe Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình tạm dẫn trước phe Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng 1-0. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, theo giới quan sát, còn quá sớm để đánh giá và kết luận phe nào thắng, phe nào bại. Nhưng chắc chắn cuộc quyết đấu là trận cuối một mất một còn, với cái giải to tướng là chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng để lại. Nhưng đừng quên, trước Đại hội 13, cũng vì chuyện chó tranh sương,
khi ông Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò trường hợp đặc biệt, tương tự ông Nguyễn Phú Trọng đã cương quyết không đồng ý để ông Trần Quốc Vượng kế nhiệm Tổng Bí Thư. Cuối cùng, ông Trọng nổi cáu và quyết định ngồi lại ghế Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ 3. Bất kể vi phạm Điều số 17 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép ngồi ghế Tổng Bí Thư liên tiếp quá hai nhiệm kỳ. Công luận thấy rằng các phe cánh trong nội bộ của Đảng hãy buồn bớt việc chó tranh xương, đừng để Tổng Trọng một lần nữa lại chơi chiêu nước đục thả câu mà ông Trọng đã từng sử dụng điều luyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm và Huệ Vương tranh xương, cẩn thận Tổng Trọng lại ngồi tiếp ghế Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.